Hello quý vị, Hải Cao Minh đang có mặt ở chợ Lèn, khu chợ đầu tiên của người Việt, người Hoa ở vùng San Jose, Bắc California, Hoa Kỳ. Thì trong đây là một khu phức hợp, có rất nhiều tiệm nhỏ nhỏ người Việt, người Hoa ở trong này là quý vị. Và nổi tiếng nhất là những cái tiệm như là nhà hàng Nha Trang với chị Xuân Hồng dạy nấu ăn nổi tiếng đó, với những món Việt Nam. Rồi băng đĩa nhạc, giày dép, mắt kiến, trà sữa. Đây nhà hàng Nha Trang đây, chỗ đậu xe rộng rãi, nơi cộng đồng người Việt, người Hoa shopping nổi tiếng San Jose. Rồi, Hải Cao Minh đã có mặt ở Downtown San Jose. Thank you.